Rồi, xin chào các bạn nha. Với kênh nhà nông nè. Thì bây giờ các bạn cùng trang của mình đi bắt cá nha. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là vật dụng để đựng cá. Vừa mà chưa biết có cá hay không, nhưng mà cũng phải đi ra chứ lưới có cá lớn nhiều sao. Ok, đi. Đó. Bây giờ hiện tại nó ở quẹt cánh đồng này. Dùng đi bét nha. Nó quẹt mưa nước. Tí xíu nữa mình bây giờ mình xách cái đây ra đó. Rồi gần tới đó thì mình quay cho bạn xem. Tại bây giờ là mùa này là nước khô rồi, nó sẽ tập trung về một cái lỗ nào đó. Còn mình kiếm cái lỗ nào cũng sệt nước đó. Bét dớt nè, trước có cá bự ăn, còn cá nhỏ về chỗ gà ăn cũng được, cho gì kia đó. Nào, bây giờ mình đi tới cái lỗ đây rồi. Cái lỗ hôm qua đây nó vừa còn cá này. Rồi xuống dưới coi có cá lép như nào. Cái này chừa nó cạn nữa là bét xuống lép, nó cạn thêm chút nữa. Bây giờ mình vớt thử thôi. Thử có cá gì. Có cá tùng. Đây ít thử kìa. Cái này thử đi. Cá rô đó. Chả quá chừng à. Đây cá rồi chứ bét gì. Có cá lép luôn kìa, bùng rốn kìa. Hay là bây giờ mình đi vớt cá à ha. Mấy con đây là về cho gà ngon, mình ăn cũng được nữa. Mình nhiều quá thì mình phải cho gà ăn không. Nó nèm đâu đang này nè. Tại không cũng không có gì để quay thôi. Đó, thấy chưa? Con cá rù gà to ghê trời. Trời, con gà hầu chưa? Nướng liền hầu chưa, nhức nách luôn các bạn đây. Cá dày. Cá dày mà không bét. Nó nèm trong đây nè. Để mình kiếm cá. Cái lép của bụng qua bách chưa hết nè. Bụng qua bách còn... Đây thì có sạch. Cứ bỏ vô đây đi. Bỏ hết vô đây về cho. Chú gà này. Tí nữa mình quay chiến lựa phẩm cho bạn xem. Thì cái đây là... mình mót cái đó. Chột cái tùng. Rốn rồi mày. Đây phải bét hai tay không. Để xíu nữa quay bét xem cho bạn đi. Đây bạn cho một thời gian đi bét thì cũng có được thành quả. Đây rút ra cho coi nè. Đó thấy chưa. Con cá rùa gà to ghê thật. Lép nhẹ ra đó, nhẹ ra tí bét lại chứ không nó cũng chết. Quá chừng rồi, ok. Ngon ha. Đây. Thùng quá. Mấy con này cái chùa này ha. Tuyệt vời. Này con bây giờ coi con này. Gà to ghê chưa. Trời bán ra rùa gà. Mấy con cá giật tôi rồi.
Trời kia mọi người lưng ghê chưa. Đây một cái đu gà quá đã không. Cuốn rồi rùa đường này là chết hết. Đây, đây chụp đây. Bác nè bác. À. Nhiều vùng mi mà. Đứng lên ai thịt của mét luôn. Đây, kiếm được phẩm. Rồi, mang ra đồ gà này. Nướng là duy nhất. Nướng của mét này. Tám sợi cây thu.